Chào bà con nhé, đây anh em. Hôm nay trộn mồi lăng xê anh em nhé. Đúng ra thì là hôm thứ năm trộn rồi. Thế nhưng mà bận thì chưa trộn được. Hôm nay trộn anh em nhé. Bắt đầu có mồi lăng xê nhá. Giờ thì đảo lên thôi anh em. Đảo lên đóng gói anh em nhá. Mồi mới luôn anh em nhé, mới cứng luôn. Cái này siêu ngon luôn. Quả nha lăng xê, bét xê lết. Thơm lắm. Cái này mang đi ra quán mang ra cái quán xay bột cho trẻ con xay nát bét luôn rồi. Mồi này anh em để thoải mái nhé. Anh em 200.000 một cân, 200.000 một chân, cân thì chưa có phí ship. Anh em đừng nghĩ là đắt bởi vì rất chi là rẻ rồi. Mồi anh em thử đi, cái mồi câu chấm đen anh em đi đánh ổ xem bằng này thôi. Tí tí bằng này thôi là 50.000 rồi. Đấy. Mà trong khi đấy cái tỷ lệ lên cá con không biết là có hay không anh em ạ. Móm sấp mặt ra, đấy, anh em lấy cái mang đi đánh lăng xê là ok luôn. 2 cân. Lấy 1 cân 200.000. Cộng tiền ship chuyển phát chậm nó rơi khoảng 40. Anh em 240 đi làm con cá nó đã chấm con chép con trôi khoảng 3 cân này. Đôi con đấy là đã ok rồi. Cân câu tháng rồi chứ có phải là ít đâu anh em. Đó này bán kèm với cả lăng xê mình. Anh em nào lấy lăng xê thì bảo luôn. Thơm lắm anh em ạ. Ông vãi trưởng luôn, làm cực kỳ cẩn thận. Hôm trước này rất nhiều anh em gọi điện đặt nhưng mà thực ra thì không nhớ, mình không lưu đâu, cũng không để ý. Bây giờ là những anh em nào nên là anh em mà hôm trước gọi điện đấy thì mình đăng ở trên kênh thì thấy thì alo giúp mình cả. Hôm trước mình cũng có dặn anh em ở lúc nào có, lúc nào mình trộn xong thì mình đăng lên trên kênh mà anh em nhé. Cái này thì mình chỉ bán 1 cân 1 anh em nhé. 5 lạng thì thực ra nó không bõ để gửi nữa là... nên là mình không bán 5 lạng anh em nhé. Ok rồi anh em ạ, đều lắm rồi. Bây giờ chỉ việc đóng túi thôi. Đó. Chỉ việc đóng túi thôi. Mỗi lần anh em đi câu lăng xê là mất chỉ khoảng tuần này thôi. Mỗi lần đi câu lăng xê mất tuần này thôi. Trộn với cả mấy cái đồ mình hướng dẫn đây. Thế là xong, có cái gì đâu. Quá đơn giản luôn. Mồi lăng xê thì ngon tuyệt cú mèo, thơm lắm anh em ạ. Ok, mình đóng túi anh em nhá. Đó anh em. Đóng túi xong này.
Anh em còn cái này thì mình sẽ đóng vào cái túi nhỏ để gửi kèm theo khi mà anh em lấy lăng xê, mình sẽ gửi theo một được một buổi câu anh em nhé, để anh em test thử cái mồi của mình trước nhá. Đấy là những anh em mà chưa lấy mồi của mình. Đó. Tí nữa thì mình sẽ đóng để đủ cái số lượng để anh em câu một buổi. Đây cái này là cái mình bớt lại. Cái này là cái nó không đủ cân, không đủ lạng thì mình bớt lại để mình đóng gói và gửi vào lăng xê vào cho anh em. Khi mà anh em câu được chỉ bảo mình thì mình sẽ gửi cái mồi này, chứ không phải là anh em đừng có nghĩ là cái mồi này mồi mình gửi cho anh em câu thử là cái mồi khác và cái mồi này là mồi khác nhé. Anh em hiểu thì nó hiểu sai nhá. Đó. Ok. Bây giờ mình sẽ cột túi này lại và đóng thêm những cái túi con ở đây để chuyển cùng lăng xê anh em nhé. Đó. Đây, cái này là để câu thử, nó thử ok rồi thì mình sẽ chuyển cho anh em những cái này. Anh em nào lấy thì anh em câu mà thấy ok thì lấy thì bảo mình đó. Thế còn những anh em nào hôm trước gọi điện cho mình mà hết mồi mình chưa trộn ấy thì bình luận ở trên kênh ấy, hoặc là alo trực tiếp lại cho mình anh em nhé. Đó, giờ mình đi mình đóng vào các cái túi con để gửi lăng xê nhá. Công đoạn gần cuối anh em nhé. Cột vật lớn là xong rồi. Đây anh em nhé. Đó, ok rồi. Chuyển phát nhá, 200 bịch nhá, một bịch là 1 kg nhá, một bịch là 1 cân. 1 cân này câu được khoảng tầm gần 1 tháng anh em nhá. Ngon bổ rẻ luôn anh em ạ. Anh em. Mồi câu lăng xê đấy, lăng xê đây. Lăng xê của Thính Câu Lục anh em nhá. Thì xin nhắc lại một lần nữa các anh em là mình chỉ bán lăng xê và mồi câu lăng xê, duy nhất hai thứ đấy anh em nhé. Thế còn các cái khác mình đều không bán. Ok anh em. Đây, lăng xê thì sẽ kèm theo một tờ hướng dẫn sử dụng câu lăng xê và trộn mồi, cái mồi mà mình gửi theo đây thì sẽ cái này là để cho anh em test mồi thứ nhất, cái thứ hai là anh em kiểm tra cái bộ lăng xê xem có hoành tráng hay không anh em nhé. Mình xin nhắc lại một lần là cái lăng xê này là mình là cái người đầu tiên bán ở Việt Nam ở trên mạng, và hàng của mình là chuẩn, và sau lên là nó mới có tận giá 50.000 trên một bộ anh em nhé. Anh em lấy 3 bộ trở đi thì mình mới gửi. Mình đã tìm hiểu và cũng biết một số đối tượng mua hàng của mình về để bắt chiếc làm hàng nhái bán rẻ, mình không quan tâm cái chuyện đấy anh em nhá. Của mình nó là thương hiệu rồi. Đó. 3 bộ lăng xê. Này là mình đóng để gửi cho anh em nhé, 3 bộ lăng xê này. Đó. Và một gói mồi tặng theo để câu thử. Cái mồi thứ nhất là thử cái mồi của mình, thứ hai nữa là thử bộ lăng xê. Và đây là kèm theo một tờ hướng dẫn sử dụng. Một tờ hướng dẫn sử dụng này anh em. Và xốp câu để anh em câu. Đó. Nếu mà câu lăng xê chỗ này anh em câu cả năm không thể hết được. Nếu mà câu mỗi lăng xê. Ok. Đó anh em. Thì mình gửi đi cho anh em thì một cái hộp này nó là có 3 bộ lăng xê và mồi câu lăng xê và hướng dẫn và xốp. Thì nó sẽ trị giá là 150.000, chưa có tiền ship. Nếu mà anh em lấy
thì cứ để lại số điện thoại, địa chỉ cho mình thôi. Anh em nào muốn tìm hiểu thêm về cái bộ lăng xê này của mình như thế nào và cái mồi của mình câu như thế nào thì anh em hỏi những cái người lấy rồi là cái thứ nhất. Cái thứ hai là anh em có thể xem thêm ở trên kênh của mình thì anh em sẽ hiểu hơn. Ok. Cái gì nó thuộc về đẳng cấp rồi thì nó vẫn cứ là mãi mãi anh em ạ. Khi cái túi mồi lăng xê ấy, túi mồi lăng xê mình gửi cho anh em thì mình sẽ chọc thủng nó đi, không có để tránh nó bị khi mà anh em nhận thì nó vỡ, nó bị vỡ tung tóe đó. Mình chọc 2-3 cái đó. Sẽ bọc 3 lần anh em nhé. Đây là kia anh em nhận là vẫn ok. Mà cái trường hợp mà nó có vỡ ra thì cũng không ảnh hưởng gì đến mồi cả. Anh em về chỉ cần mua một cái lọ nhựa răm 3.000. Anh em cho tủ bóng ra, anh em bỏ vào. Câu dần cả tháng anh em ạ. Quá rẻ rồi. Giá cả thì có gì cũng lên. Có mỗi mồi câu của mình có 4 năm rồi nó vẫn thế anh em. Còn anh em mà muốn ở Hà Nội mà muốn thử cái mồi của mình qua mình tặng cho gói mang về đi câu. Có gì đâu. Qua đây lại còn uống nước chè, lại còn chém gió. Ok, mình tiếp hết. Thực ra cũng rất nhiều anh em đến đây rồi. Anh em nào đã đến đây chơi rồi, ngồi nói chuyện với mình rồi cũng hiểu tính mình rồi. Thì đa số mình trộn mồi là mình gửi là cho những cái anh em đã dùng quen từ ngày xưa thôi. Mấy anh em mới thì rất ít. Có nhưng mà không nhiều. Đó. Đó là câu. Thì về cái mồi câu là 1 kg thì anh em sẽ phải mất 200.000, mua là 200.000 một cân. Thế nhưng mà cái phí cước phí anh em chuyển phát chậm hay là chuyển phát nhanh thì tùy thuộc vào anh em. Anh em chuyển phát chậm thì nó sẽ đỡ tiền hơn, chuyển phát nhanh thì nó sẽ mất nhiều tiền hơn. Và cái phí ship này thì anh em vẫn chịu anh em nhé. Tại vì một cái cân mồi lăng xê lại bán nó có lời lãi được bao nhiêu đâu mà anh em. Còn anh em nào hỏi lăm lạng nha thì xin phép là mình không bán lăm lạng anh em nhé. Ít nhất của mình là 1 kg trở lên mình mới bán. Ok, và mình in tem in mác dán vào chuyển phát thôi. Ok anh em. Anh em nào lấy thì cứ để lại số điện thoại cho mình thì mình sẽ alo, không có thì để lại họ tên địa chỉ số điện thoại thì mình sẽ alo và mình gửi luôn. Rồi, hẹn gặp lại các anh em ở các cái video sau nhé.